sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978 106 552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Vinsmart khánh thành nhà máy quy mô Đông Nam Á tại khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2019, công ty nghiên cứu và sản xuất Vinsmart thuộc tập đoàn Vingroup khánh thành giai đoạn 1 của tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị điện tử tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp sản xuất thiết bị thông minh Vinsmart sẽ có quy mô hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Với diện tích gần 14,8 ha, tổng công suất đạt 125 triệu thiết bị trên năm, tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị điện tử Vinsmart được thực hiện qua nhiều giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 của nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 4,8 ha với mặt bằng khu sản xuất là 45.200 m², quy hoạch thành các phân khu sản xuất bảng mạch điện tử, sản xuất điện thoại cùng hệ thống các viện nghiên cứu độc lập. Công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt hơn 26 triệu thiết bị trên năm, trong đó riêng điện thoại thông minh ước tính đạt 23 triệu sản phẩm trên năm, thiết bị IoT ước tính đạt 1 triệu sản phẩm trên năm và thiết bị điện tử thông minh khác ước tính đạt trên 2 triệu sản phẩm trên năm. Tại tổ hợp này, Vingroup đã cho lắp đặt hệ thống dây chuyền được nhập khẩu từ Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, đảm bảo quy trình hoàn toàn khép kín, tự động hóa ở mức tối đa và đạt hiệu năng cao. Các sản phẩm cũng được kiểm thử 100% bằng máy móc, đem lại tính chính xác và độ ổn định cho toàn bộ sản phẩm. Đặc biệt, Vinsmart đã mời các đối tác từ Mỹ, châu Âu, Nga đánh giá toàn diện về tiêu chuẩn của nhà máy, từ dây chuyền thiết bị, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng cho tới hệ thống quản lý công nghệ thông tin. Do vậy, công ty không chỉ sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Vinsmart mà còn hoàn toàn đủ năng lực đáp ứng các đơn hàng trên toàn cầu. Ngoài hệ thống cơ sở hạ tầng tối tân bậc nhất, Vinsmart cũng quy tụ hàng trăm kỹ sư, nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm cao cấp, dày dặn kinh nghiệm về làm việc tại các viện nghiên cứu độc lập. Dự kiến vào năm 2020, Viện Thiết bị Viễn thông sẽ cho ra đời sản phẩm 5G đầu tiên, đón đầu tiến trình thương mại hóa mạng 5G. Như vậy, chỉ sau hơn một năm hình thành và phát triển, Vinsmart đã triển khai thần tốc khối lượng công việc lớn từ xây dựng nhà máy tại Hải Phòng, khu công nghệ cao Hòa Lạc, ký kết hợp tác với các đối tác hàng đầu quốc tế như Qualcomm, Google, đồng thời cho ra mắt 8 mẫu điện thoại thông minh. Và bên cạnh thị trường trong nước, các sản phẩm của công ty này đã từng bước chinh phục thị trường quốc tế từ Tây Ban Nha, Myanmar cho đến Nga. Theo Nhịp sống kinh tế, Soha.vn, Đầu Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đăng ký trải nghiệm miễn phí, lái thử xe VinFast, tư vấn các dòng xe VinFast Fadil, VinFast Lux A2.0, VinFast Lux SA2.0. Nắm bắt ngay cơ hội sở hữu chiếc VinFast ưu việt tại thời điểm mức giá và khuyến mãi tốt nhất. Link đăng ký nằm trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này.